Xin chào anh em, mình là Duy đây. Dưới đây là những việc lưu ý, những việc cần lưu ý khi kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng bơm Komatsu PC600, 650 và 800-6. Đầu tiên là cần phải gá bơm. Bơm này là bơm HPV95, cần phải gá bơm lên thiết bị chuyên dụng. Vì chỉ cần khi mà gá được thì chúng ta mới làm việc được một mình. Đầu tiên là tháo ba lô, tháo servo và tháo dần từ bơm ngoài ra bơm trong. Đây là đang tháo hình ảnh bơm ngoài. Tiếp đến là tháo đến thớt giữa. Tháo đến thớt giữa. Sau đó, sau khi tháo thớt giữa thì chúng ta sẽ rút bộ xi lanh mặt trà ra. Kiểm tra xi lanh mặt trà piston tình trạng chất lượng như thế nào. Đấy. Sau khi đã tháo hết thì cần kiểm tra tổng thể. Hình ảnh đây là bộ xi lanh và mặt trà hàng mới, hàng chính hãng. Thì kể cả là trong trường hợp hàng mới thì cũng chúng ta vẫn phải đánh bóng lại một lượt. Có cái gọi là cái đấy là hạt hạt mài mịn chuyên để đánh bóng. Sau đó là phải kiểm tra lại cái độ tiếp xúc giữa bề mặt xi lanh và mặt trà. Cái này thì hầu như xưởng nào thì cũng đều làm những cái này cả. Kiểm tra độ tiếp xúc của gối chao. Cái mặt gương của gối chao của bơm 95 dành cho 600-6 rất là quan trọng. Mặt gương là cái bộ phận kiên quyết ảnh hưởng đến chất lượng của đế đồng piston. Chính vì vậy là khi mà nếu mà trong quá trình mài rào mặt gương ấy, là phải mài cực mịn hoặc nếu không phải thay mới mặt gương. Mặt gương nếu mà sau khi mài từ mà không mài bóng thì lắp lên là sẽ phá hỏng hết chân đồng. Đây là hình ảnh video tại nước ngoài, một xưởng sửa chữa tại nước ngoài rất chuyên nghiệp. Trước khi lắp đặt, người ta bày biện toàn bộ phụ tùng linh kiện lên trên giá, trên thiết bị. Sau đó là mới lắp đặt. Chất lượng này là tương đương với hãng rồi. Đấy, quá trình lắp đặt thì đầu tiên là phải lắp servo, sau đó là lắp gối. Khi lắp đặt thì phải chú ý là toàn bộ những cái chi tiết là đều phải được tra dầu thủy lực để được làm trơn cho dầu thủy lực vào từng lỗ xi lanh một, thả piston. Riêng chùm piston của HPV95 dành cho 600-800-6 là một chùm piston đòi hỏi chất lượng rất là tốt, kể cả là một số hàng thay thế của Hàn Quốc, một số thương hiệu rất là nổi tiếng. Tuy nhiên là lắp đặt lên thì sau một thời gian thì đế chân đồng của bơm xi lanh đều bị giật hết. Cái nguyên nhân thì cũng chưa kiểm tra chính xác được, nhưng phần lớn là do đến chất lượng của piston. Thường là bơm KV thì mới bị giật chân đồng nhiều, còn bơm Komatsu thì giật rất ít. Tuy nhiên riêng cái dòng bơm 95 lắp cho 600-800-6 này thì nếu mà lắp piston hàng kém chất lượng thì giật chân đồng là chuyện rất là bình thường. Đó là lắp lò xo. Đây là có riêng cái nắp lò xo này, các bạn phải chú ý là cái nắp lò xo này là sẽ có những cái miếng đệm. Mục đích của những cái miếng đệm ấy là để thay đổi cái góc nghiêng ban đầu của bơm, dẫn đến cái việc là áp suất bơm, gọi là áp suất không tải ban đầu nó sẽ khác nhau. Nên là cố gắng là phải giữ nguyên ngay từ lúc đầu, giữ nguyên tình trạng, ý là giữ nguyên những cái miếng căn từ cái lúc bơm nguyên bản ấy. Còn nếu mà bơm đã mất nguyên bản thì bắt buộc phải kiểm tra tài liệu, lắp đặt theo tài liệu hướng dẫn của hãng. Đầu trục phớt này thì để cho an toàn thì anh em nên lót một cái lớp keo nhẹ trước khi lắp phớt. Sau đó là vào xi lanh mặt trà, lắp thớt giữa, siết bu lông này là bu lông 24. Rất cẩn thận, phải dùng cờ lê lực. Toàn bộ cái mặt của mặt thớt giữa này là xưởng đã đánh bóng, không còn một cái dấu vết gì, làm sạch lên từng chi tiết rồi. Rất bóng. Chú ý là trên cái mặt cái bơm này là nó sẽ có một cái lọc điều khiển, phải vệ sinh cái lọc cái cực là sạch. Cái lọc cái nó nằm ở trên thớt giữa.
vì là bơm 600 800 thì 6 lắp trên máy mỏ là rất là vất vả, thế nên là khi lắp đặt bơm là những cái gioăng gioăng bơm, gioăng ba lô là phải lắp đặt rất là cẩn thận, vì chỉ cần chảy dầu một cái thôi, chỉ cần một vị trí chảy dầu là bắt buộc là phải hạ bơm. Khi mà hạ bơm thì rất là mất việc, mất công, mất thời gian, mất uy tín. Nên là thường là cái bộ gioăng bơm này là phải dùng hàng tốt nhất, hàng nhập khẩu, tốt nhất là dùng hàng Nhật. Nhiều khi một số anh em chủ quan là kể cả vì là cái bơm này thì nó cũng là bơm thông dụng, bơm HV95 bơm thông dụng, thì nhiều khi là lấy cái hàng 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 thay thế. Tuy nhiên theo mình là tại vì là làm việc ở trên công trường rất là vất vả, cái bơm này thì nên dùng hàng Nhật. Chỉ cần một một hư hỏng hoặc là một cái sai sót rất nhỏ thôi là có thể phải hạ cả bơm xuống. Và tháo được cái bơm 95 trên máy 600 chữ 6 là rất là vất vả. 600, 650, 800. Sau tiếp đó là lắp đến ba lô. Cái cơ bản thì ba lô của dòng bơm 95 này thì ba lô nó cũng tương tự như bơm HV90 dùng cho 200 trừ 3, hay là ba lô của PC 300 trừ 3, 400 trừ 3, tại ý là nó giống đời của trừ 3. Đấy. Khi vào những chi tiết là búa thì phải dùng búa cao su nhé, búa cao su. Búa cao su xong anh em lắp đặt bình thường thôi, không có gì. Bình thường thì lắp ba lô này bọn mình có in một cái tài liệu của hãng, gọi là cái hướng dẫn lắp đặt của hãng và đặt trước mặt. Thì lắp chi tiết nào thì mình kiểm tra lại cái chi tiết đấy, thậm chí là trước khi lắp là mình rải hết ra. Rải hết toàn bộ chi tiết ra. Sau đó là để một cái hướng dẫn lắp đặt trên trước mặt và bắt đầu lắp. Toàn bộ chi tiết ti hay là bu lông, ốc vít là đều làm sạch sẽ, khô ráo. Và khi lắp là chỉ có lắp thôi, tay là phải khô, không được để dầu mỡ. Mặt bàn hoặc là cái mặt làm việc nó phải sạch. Bên mình là chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng Komatsu, Hitachi, Kobelco, hàng nhập khẩu, hàng Nhật. Chuyên dùng cho máy mỏ. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ hoặc là gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0977 010083. Đây là van điện của bơm. Van điện này cũng cần phải rất là cẩn thận. Nhiều van điện thì có thể dùng được, tuy nhiên là cái van điện chuẩn, van điện của hãng ấy là nó phải bắt buộc thay đổi dòng. Đấy, đã hoàn thành một cụm bơm của PC 650-6.